Hi, welcome back to my channel, Stars Here Go. Okay. Okay, vào tới cái thứ hai, Granny Chapter 2. One day. Thank you.
around to play hide and seek. Ok, và bây giờ thì mình sẽ xử lý tiếp. There you are. Let go. Thank you.
OK， 接读啦 ，Let's go。OK， 发到跟头吧。Soy va tự em từ từ, OK. Gran đi học.
Các bạn phải có những chiếc chìa khóa, sau đó thì mới mở ra được. Các bạn sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa xanh, đỏ và blue. Thông minh. Ở đây dễ mình thua rồi. Còn mấy chàng nữa thì còn đang còn ở ngoài, nhưng mà chưa chắc là sống được. Chủ quán xanh thì đang ở ngoài kia. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Dispatch. Và mình sẽ chuyển sang cái thứ bảy, Grandi cho tôi bài. Oh my gosh.
ta quá là nhanh, không làm gì được luôn. Wow, cứ dậy là chết thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Tựa game cuối cùng. Play. Back room. Equip. Run and room to speed. Đó là các bạn vừa chạy và vừa ấn nhảy thì các bạn sẽ đi nhanh hơn. Nhưng mà không hiểu sao thì lại không được vào được bên trong tựa game này. Lý do là gì? Oh my god. Có thể không được rồi. Tựa game này đang có vấn đề. Ok. Và các bạn có thể vào tựa game này để nghe những tiếng của những anh trai. Đó là Poppy, Satan, Momo hay là Bajit, Silvia, rất là nhiều, vân vân, ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.